Lam! 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 Này, tao bảo nhá, ngày hôm nay nhá, mày đã bỏ phí mất 18 năm cuộc đời rồi đấy, mày biết không? Chuyện gì? Ngày hôm nay nhá, mày đã bỏ phí mất cuộc đua kinh điển giữa hai hot boy ở đầu đường. Đua gì? Trượt ván đi. Mà nhá, hai anh nhá, đều không biết trượt. Nhưng mà không biết trượt thì thôi chứ, còn nhất thiết phải đẹp trai như thế không nhở? Mà nhá, một trong hai anh nhá, lại chính là soái ca ở trong lớp học tiếng Anh với mình đấy. Soái ca nào? Tao phát điên vì mày mất. Là anh Sơn, anh Sơn đi. Sơn nào? Tao lạy mày. Con gái nhá, ai nhìn thấy anh Sơn á, tim cũng bay ra khỏi lồng ngực. Chỉ có mình mày là không biết thôi. Sao mày biết chứ? Mày thì biết cái gì ngoài dưa cả mắm muối đâu. Mày xem, con gái á, 18-20 tuổi đầu, ai cũng bốc mùi xuân xanh mơn mởn. Chỉ có mình mày á, xung quanh á, toàn mùi dưa cà thôi. Tại sao mày không thể lãng mạn hơn một tí hả? Lãng mạn? Có nấu thành cơm không? Thôi tao đi đây. Ôi giời ơi, không khéo á, đến nơi rồi lại phải vào lớp luôn. Chẳng có thì giờ mà ngắm trai đẹp ý. Tao có một thỉnh cầu nhỏ được không? Nói đi, đời tao á, chẳng mấy khi được thỉnh cầu. Mày vứt hộ tao soái ca hot boy đẹp trai đi một tí được không hả? Tất nhiên là không rồi. Làm như thế à thì khác nào vứt đi lý tưởng sống của tao. Kìa. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ê, chúng đưa ai em đi đi, nhanh lên. Thôi, cũng giận rồi, không sao đâu, đi đi muộn rồi. Đi đi. Anh ơi, bọn em xin lỗi ạ. Đi đứng phải nhìn chứ. Này, quần áo bẩn hết rồi, làm nào bây giờ? Hay là... Này, về thay quần áo đi. Cái gì hả? Mày có biết một buổi học bao tiền không? Thế mày định để cái bộ dạng này để đi học à? Chứ còn không à? Một buổi học rất nhiều tiền, hiểu không hả? Mày suốt ngày chỉ phát điên lên vì tiền thôi. Tại sao mày không bao giờ phát điên lên vì da đẹp? Suốt ngày phát điên lên vì tiền là sao? Ok, thôi được rồi. Để tao chở mày về. Xin lỗi anh nhá. Thôi được rồi, đi đi. Này, vui nhỉ? Chồng chừng nói thế kia thì làm sao mà chạy nhanh được. Ui. Này. Ui. Cái anh hot boy mà học thêm cùng với mình ý. Học trường mình đúng không? Đúng rồi. Hot boy gì vậy? Ôi dồi ôi, cái anh hot boy mà học thêm tiếng Anh cùng mình ý. Kìa kìa. Thế nào, nhớ ra chưa? Đấy. Ừ, nhớ rồi, thế thì sao? Ôi dồi ôi, đẹp thế. Mày chẳng chuẩn gì cả. Tao chẳng làm sao hết. Nhưng mà nếu mà như thế thì tao càng có nhiều thời gian hơn để ở gần da đẹp. Mờ mộng.